Xin chào các bạn, mình tên là Đỗ Hữu Anh Tuấn và số báo danh của mình là 121. Và sau đây là bài rap do mình tự viết, có tên là Bước Cùng Anh. Nếu như các bạn có thể đồng cảm sau khi nghe bài hát này thì xin các bạn hãy thả tim. Và để ủng hộ cho chương trình thì hãy share bài viết này với hashtag là Music Idol Việt Nhật 2019. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc cho cuộc thi được thành công tốt đẹp. Nâng cốc cà phê chờ buổi sáng, bắt đầu cuộc hành trình lang thang, đi tìm chút hơi ấm nồng nàn dưới tiết trời giá rét nơi chốn này đang mang. Siết chặt đôi bàn tay tìm nhau vội vàng, để không một ai phải xa ra đi trong ngỡ ngàng. Khi đang say trong cơn mưa ngút ngàn, xin một lần thiết tha các tiếng ca gọi nàng. Từ trên cao thả đôi mắt xa xăm, anh nhìn xuống nơi đâu ngoài kia, nơi có những điều mà mình muốn, dẫu vẫn biết sẽ là xa xôi. Anh vẫn tin người ta sánh đôi rồi cũng sẽ tới. Đêm nay cô đơn như nỗi nào đến lạ, quay lại bởi những vấn vương đã vướng từ đêm qua. Từ phía xa để chùm nhìn em, có phải chăng là tội lỗi cũng chỉ tạo nội thiên lôi quanh trung tim anh rồi. Đoạn đường phía trước còn dài lắm, em bước cùng anh có được không? Và nếu cơn mưa kia là phải đi màu nắng, luôn bên cạnh em sẽ có anh bước ngược dòng. Đoạn đường phía trước còn dài lắm, em bước cùng anh có được không? Và nếu cơn mưa kia là phải đi màu nắng, luôn bên cạnh em sẽ có anh bước ngược dòng. Dịu dàng siết nhẹ đôi vòng tay, xóa nhẹ đi ký ức khiến khóe mới còn cay. Tất cả sẽ chỉ còn lại đây là những yêu thương và hạnh phúc tràn đầy. Ngàn mây đến đây cùng cơn gió cuốn bước chân em đến bên đời anh. Hạnh phúc đến lúc thật mong manh, nhưng tình yêu này sẽ luôn tồn tại đến mãi mãi về sau. Nhìn nhau không cần nói thêm chi, hãy đặt bàn tay lên trái tim em đi, rồi nói cho anh nghe nè rằng trái tim em cảm nhận được những gì. Liệu rằng có giống như anh nghĩ không, hai trái tim đang hòa cùng nhịp đập. Nắm chặt đôi bàn tay thật lâu để hai trái tim không bao giờ chật nhịp. Lật tiếp sang trang anh viết tiếp câu chuyện tình yêu của hai ta, hai cuộc sống, hai con người xa lạ cùng giờ trốn cơn mưa. Sau giờ tan ca anh bước lại gần em lại rồi ra xa. Này bé ơi đừng sợ, anh xin số phone thôi mà, yêu anh đi nha, anh hứa không đòi quà. Và 50 năm sau sẽ có nhóc của em là bà. Đoạn đường phía trước còn dài lắm, em bước cùng anh có được không? Và nếu cơn mưa kia là phai đi màu nắng, luôn bên cạnh em sẽ có anh bước ngược dòng. Đoạn đường phía trước còn dài lắm, em bước cùng anh có được không? Và nếu cơn mưa kia là phai đi màu nắng, luôn bên cạnh em sẽ có anh bước ngược dòng. Đoạn đường phía trước còn dài lắm, em bước cùng anh có được không? Đoạn đường phía trước còn dài lắm, em bước cùng anh có được không?